Vâng. Nói chung Thế thì là cái bây giờ ông thì đây là lần đầu tiên mà cháu biết đến bác Lê Văn Bắc, thì bác cho biết là bác đã sang Đan Mạch bao nhiêu lâu và bác đã trở về Việt Nam bao lần nào chưa? Bao nhiêu lần rồi ạ? ôi giời ơi, ông đi chú là mẹ về Việt Nam thì phải nói là đến nỗi mà bắt bo phải hết chỗ đóng dấu. Và chú xin giới thiệu với Luli là chú là hiện nay ở bên Đan Mạch là có thằng em út, em ruột, tức là đây nó cũng đang ngồi bên cạnh đây, thì nó cũng lần đầu tiên nó ngồi xem livestream, có hai thằng Vâng. con là đẻ bên đây, nhưng tụi nó vẫn muốn bố nó là như thế nào và bố nó là người cộng sản ra làm sao. Và chú đó xin giới thiệu với Luli là chú là trước đây chú có về chú làm chuyên gia cho Vinamilk. Trời ơi, chú là chuyên gia, nếu mà nói chú thì bên Vinamilk thì biết rành lắm. Từ À Sài đấy ạ. Gòn ra tới Hà Nội, ở chú làm chuyên gia cho Vinamilk, làm cái nhà máy sữa ở Phú Thị, sau này rời đi Bắc Ninh mà. À. Thế Ừ. là đây 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 là một gọi là một trí thức, gọi là trí thức loài đấy đúng không ạ, chứ không phải là trí thức thường Mà chú á, đâu. đúng rồi, chú về Việt Nam rất là nhiều lần, tại vì chú đã từng về làm ăn rồi các cái, rồi giới thiệu bạn bè Đan Mạch về du lịch, về làm ăn bên đấy, rồi chú là làm cái nhà máy sữa ở Thủ Đức. Rồi sau đó, sau khi là nhà máy sữa Thủ Đức thì có trước từ thời chế độ cũ, nhưng mà chú về chú lắp ráp thêm những cái máy móc mới rồi các cái, sau đó rồi công ty của chú Đan Mạch nó đưa chú về Hà Nội làm cái nhà máy mới của bên đấy. Nói chung á thì công nhân hoặc là này kia nọ, giám đốc giám điếc rồi bà tổng giám đốc và Mai Kiều Liên thì hoặc cái thì đâu không lại gì chú đâu. Hồi xưa là ông bộ trưởng công nghiệp nhẹ là ông Côn đó, thì mấy ông đó thì nói chung thì cũng không biết mặt chú hoặc là các cái. Rồi chú thì Chú là chuyên gia. chuyên gia, ừ, hồi Đấy. xưa thì chuyên gia, hồi xưa cái thời đó còn hiếm. Đấy. Trước Thì trước nói trước chung chuyên gia thôi, bây giờ thì là chuyên vào đúng không ạ? nhưng mà này Bây giờ thì nó nhiều đi đi ơi, mẹ hồi xưa thì nó ít. để cho khỏe tí đấy, ai em Việt Nam này, cho nên là nói chung là gia đình chú thì mặc dù là con của chú đẻ bên này thì mà nói chung là tụi nó cũng theo bố nó, có nhà chỉ có hướng về Tổ quốc thôi. Và đấy là một cái rất là may mắn cho những cái bạn trẻ mà có một ông bố như như chú, có nghĩa là biết con, biết hướng con về Tổ quốc. Mình phải có một cái nơi dự phòng đi sang nước ngoài, cho nói với chú, đi sang nước ngoài mà mình mà không có nơi dự phòng là Tổ quốc nó đánh cái biết chạy đâu đúng Thì không cái ạ? đó Ít thì ra mình còn có cái chỗ bảo hiểm là gì, là quê hương, là cái chỗ dựa, mình có cái vốn đấy, đi ra ngoài nói chuyện nó dễ. đúng rồi, nhưng mà nói chung á thì nó cũng có, nếu mà nói phải nói thẳng ra thì cũng có một số thành phần đó thì người ta khi sống nước ngoài thì cũng có một số ít người ta có thể là bất mãn về vấn đề mà chính quyền, cũng có thể là người ta vì một lý do nào đó thì chú không biết, nhưng mà những cái thành phần đó thì chú không có chấp nhận được. Có nghĩa là có những người người ta cũng không thích cho con người ta nói tiếng Việt, hoặc học tiếng Việt rồi nói với tiếng Tây tiếng ta, nhưng mà với chú thì không có, dứt khoát không có. Con của chú đẻ bên đây nhưng mà hiện nay á, là chú có thằng lớn thì nó mới cưới vợ ở Việt Nam mang sang đây rồi, thế còn thằng giữa thì cũng đang chuẩn bị là có thể nếu không á, thì Tết năm nay về cũng đám cưới cho thằng giữa. Còn thằng út thì hiện nay con chú đang làm việc tại Việt Nam và cũng có người yêu Việt Nam. Thằng út À của chú học bà. xong bên này rồi, công ty của tại vì nó học xong thạc sĩ kinh tế thì cũng công ty của Tây Ban Nha của Yết cũng mời nó, nhưng mà nó không về, nó bảo thôi con về Việt Nam ít tiền nhưng mà con muốn tìm hiểu thêm văn hóa của Việt Nam. Thì chú có nói với nó một câu là con rất làm cho bà hãnh diện đấy, cho nên là dòng con của chú thì đặc biệt là ở nhà nói chuyện với mọi người hoặc là ai gặp người Việt Nam ngoài đường hỏi nó bằng tiếng Tây, mặc dù nó đẻ bên này nhưng mà nó trả lời bằng tiếng Việt không Tự có Tây hào mọi người, tự hào chứ phải tự hào đúng đấy. Nhưng mà anh em nó không? thì chú cho phép, anh em nó cho thì chú cho phép tụi nó, hoặc là nói chuyện với Tây thì nó muốn nói sao đó, nhưng mà bất cứ con gặp Việt Nam tuổi bác thì chào bác, tuổi chú thì chào chú, tuổi anh tuổi chị chào các anh các chị, chứ không được nói tiếng Tây, có thế thôi. Tại vì con nên nhớ con đẻ ở đây, màu tóc dòng máu và cái da của con là người Việt Nam, máu đỏ da vàng, có thế thôi. Và thế thì cho em hỏi cái cảm giác là ngày xưa anh, khi mà chắc chắn là anh thì cũng có thời kỳ là chú thì cũng là thời kỳ chắc là ngày xưa là vượt biên đúng không ạ? Đúng.
Và thì cái cảm giác lần đầu tiên khi chú quay trở về quê hương mà bắt đầu làm mang cái nhiệm vụ là mang cái được gọi là mang cái khoa học kỹ thuật này, mang cái trình độ bên nước ngoài về quê hương đất nước làm, thì cái cảm giác lần đầu tiên khi chú xuống máy bay thì chú cảm giác như thế nào? Chú có nhớ cái cảm giác đó không? Sao lại không nhớ Loli, trời ơi. Nếu mà cái đợt mà về làm việc á thì nó có một cái xúc động khác, nhưng mà trước đó thì năm 90 là chú đã về rồi. Cuối năm 89 là 90 là chú cũng về rồi. Thì lúc về nó thì thực tình mà nói thì không nói gì được đâu. Không nói gì được đâu. Mà cái lúc mà đang ở trên máy bay đó, Đấy. chuẩn bị đáp xuống đó thì cứ đứng dậy, cho nên là phi hành đoàn nó bảo ông này mẹ ngồi xuống, ông đứng đi. Tại vì đứng để nhìn qua cửa sổ gì cho nó rõ. Nhưng mà lúc đó nó thì chỉ có biết là với vợ với con, tại vì lúc đó về chú dắt theo vợ con về nữa thì chỉ có biết mẹ khóc thôi, chứ không có nói gì được đâu, không có thằng nào nói gì được đâu Xúc đấy, động quá. khóc thôi. Thế còn cái hồi mà đi về để làm việc á, thì nó lại có một cái xúc động khác, là tại vì sao Luli biết không? Tại vì chú là nó cũng có nhiều cái vấn đề, tức là hồi xưa thì chú nói thật năm 78, 79 là chiến trường Campuchia chú cũng có mặt. Đấy, nói chung là thì chú thì đủ thứ. Cho nên khi mà mình về, mà hồi xưa đó, mà năm 75 á, là chú là lúc đó là mới học có hết lớp 7, không có học được nhiều. Nhưng mà sang đến bên này thì hồi đó thì cũng đầu năm đầu đi buồn nhớ nhà, rồi cũng ăn nhậu cũng quậy phá này kia, mình nghĩ mà thôi, nhưng mà cái kiểu này thì chắc không được, phải cố gắng học. Thì cũng học rồi cũng ra nghề rồi cũng có bằng cấp này nọ, thì khi mà được công ty nó bảo là thôi mày người Việt Nam mày biết nói tiếng Việt rồi tiếng Anh thì cũng chút chút, rồi tiếng Đan Mạch thì tại vì tiếng Đan Mạch thì chú giỏi, là tại vì bên này chú cũng đã từng đi làm thông dịch viên ở bên này. Thì khi mà về được đi về mà bên đó công tác làm việc thì phải nói nó sướng lắm, tại vì mà nói chung bạn bè rồi mọi người bên đó thì chả ai nghĩ là chú quay trở về chú làm chuyên gia đâu. Tại vì hồi xưa nghĩ là chú là lớp nào là mẹ quậy phá thanh niên mà ăn Và nhậu sang bên này rồi trình độ thì chả có gì, rồi cái kia mà tự nhiên bây giờ thấy tự nhiên ông về rồi ông mới đi làm công tác rồi chuyên gia rồi thế này thế nọ thế kia, thì nói chung thì nhưng mà phải nói là rất là bồi hồi xúc động. Hồi xưa đấy thì gần như năm nào chú cũng về, nhưng mà cách đây khoảng 5 năm thì má của chú mất ở trong Sài Gòn ấy, thì chú ít về hơn, nhưng mà chú cũng cuối năm hồi cuối năm vừa rồi chú cũng về. Thì hôm vừa rồi là định là hè này bây giờ về cho hỏi chú là khi mà chú về nước ấy, mà chú thấy cái đất nước nó thay đổi từng ngày như vậy đấy, chú có cảm thấy nó bất ngờ không? Hay là bất có ngờ một nhiều cái chứ, bất ngờ nhiều chứ, tại vì nó quá hoành tráng đi, nó quá hoành tráng đi, to đẹp rồi mẹ, đường xá rồi xe cộ các cái. Chú nói thật chứ đừng có nói phải nói gì chứ, hồi xưa bảo mới mở cửa thôi, mở cửa bảo là Việt kiều về thì mang lại cái danh tiếng thôi, chứ còn thực ra bây giờ cỡ như Việt kiều nói chung là cái phần đa số, chứ không phải là ấy, cái người giàu bên này ít lắm. Nhưng mà cái người mà bảo vệ Việt Nam thì nói thật với Luli chứ thua thua Việt Nam xa. Việt Nam phát triển làm ăn tự do nhé, bây giờ ông miễn làm sao ông đừng có làm cái gì gọi là phạm pháp các cái thôi. Còn đương nhiên mà cứ một quốc gia nào mà làm phạm pháp thì chỗ nào nó cũng xử. Thế nhưng mà có còn một nói về có một cái suy nghĩ như thế này đối với dành cho với gần như tất cả những cái người mà ai những ai sống ở nước ngoài đều có một cảm nhận như này, là ở nước ngoài nó vẫn hiện đại hơn Việt Nam, chúng ta phải khẳng định nước ngoài hiện đại hơn Việt Nam. đúng 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 Nhưng có một cái điểm là khi chúng ta sống ở nước ngoài thì chúng ta thấy nó có một cái gì đấy nó cũ quá rồi, về Việt Nam tuy không hiện đại nhưng nó lại mới, nó có một cái cảm giác, có một cái tinh thần hoàn toàn mới. nó có một cái tinh thần mới, nhưng mà nó có cái thế này là Lưu Lê này, chú thì chú có một cái tâm niệm thế này. Ví dụ như là mình phải công nhận một điều là hồi xưa có một số người ra đi vì một cái hoàn cảnh nào đó, thì mỗi người mỗi mỗi gia đình nó có một hoàn cảnh riêng. Thế nhưng mà khi ra nước ngoài được, mình học hỏi được những điều hay lẽ phải, những điều tốt điều kiết, nếu như có một chút xíu nào tấm lòng về quê hương, nếu mình giúp được thì tốt, mà không giúp được thì cũng không ai chửi bới trách mắng gì hết. Thế nhưng mà một điều mình phải công nhận là mình phải mừng cho tổ quốc mình, đất nước mình, con người Việt Nam của mình càng ngày càng tiến lên. Dân có giàu thì nước với mạnh. Đấy, nhà cửa khang trang,
Ví dụ như bây giờ mình lấy cái bằng chứng là ví dụ Lulu đi có thời gian rảnh rỗi ở đây ngồi nói chuyện với anh em, tức là cái cuộc sống nó cũng không phải là, chú thì không biết, nhưng mà có thể là không giàu, có thể là không nghèo, nhưng mà ổn định. Chứ còn nếu mà bây giờ bữa ăn không có mà đất nước nghèo nàn khổ cực thì lấy đâu ra mà mua cái điện thoại, lấy đâu ra mà ngồi mà live stream, đúng không? Cái đó là mình, và... nhưng mà mình đừng bao giờ mình cảm thấy những vấn đề đó mà ganh ghét. Đấy, ví dụ như chú đi, chú về Việt Nam chú thăm một thằng bạn nó giàu kinh khủng luôn, nhưng mà chú đừng bao giờ chú lấy đến làm cái tự ái để chú thù ghét nó, mà mình phải mừng cho nó. Thì đây cũng là một trong những cái mà mình nhìn thấy đất nước của mình càng ngày nó càng lớn lên, càng phát triển, càng vững mạnh, càng thấy có những nhà lầu không thua gì bất cứ một cái đất nước nào trên cái thế giới này. Đó là một niềm kiêu hãnh của một cái dân tộc Việt Nam. Nếu như đất nước Việt Nam này mà không có chia đôi đất nước từ năm 1954 mà chỉ có lo về kinh tế, xin lỗi nhá, nhiều nước bây giờ không bằng cái góc của Việt Nam đâu. Tại vì sao? Tại dân Việt Nam mình có tiếng là cần cù, chịu khó và thông minh. Đó. Chứ không phải là những người mà để sau này rồi có hôm nào rồi có những cái dịp mà nói chuyện mà riêng tư hay là gì đó chú sẽ kể cho Lưu đi nghe. Chú sang đây chú đã từng năm 82 chú đã từng bị tụi đánh thạch, nó chửi chú là tụi bay dân tóc đen chỉ là đi làm cu li suốt đời. Nhưng mà chú nói với nó, mày cho tao một thời gian đi. Đến khi đó chú quay trở lại trường, chú lại dạy lại tụi nó. Chú mới nói với tụi nó thế này này. Tao chỉ là một thằng Việt Nam ngu nhất trong cái đất Việt Nam. Tao mới bỏ tổ quốc tao sang đây thôi. Nhưng mà mày đừng bao giờ mày đụng chạm đến tổ quốc tao. Mày nói dân tao là chỉ đi thôi. Mày chỉ đáng cho mày không xách dép. Tao là thằng ngu nhưng bây giờ tao sẽ quay lại trở lại làm thầy mày. Chú nói với mày. Vâng, rất là cảm ơn cái nỗ lực của chú. Chính những người như chú nên nó sẽ làm cho cái hình ảnh Việt Nam nó sẽ tiến lên. Cứ cái tinh thần đó, cứ cái đấy, từng người Việt Nam một thì đất nước Việt Nam mình sẽ đi lên. Mình nếu mà mình còn là một cái thằng, tụi nó không thể nào mà tụi nó chối chạy được là tụi nó là máu đỏ da vàng. Dù nó có thể, chú chỉ nói với con chú, mặc dù là ba đẻ các con ở bên này, nhưng mà dù sao nữa các con cũng là máu đỏ da vàng. Dù con có sanh đẻ ở đây, mang quốc tịch đây, nhưng mà con ra đường không ai nói là người Đan Mạch mà vẫn con vẫn là người Việt Nam. Thì lúc đó con, lúc nào con dù ba có chết thì nữa các con cũng phải cố gắng làm sao nghĩ về quê hương, tổ quốc. Nơi đó là nơi ruột thịt của con ở bên đó, chứ không phải ở đây. Đấy. Mà con của chúng đó thì năm nay là cũng gần 40 hết rồi. Hai thằng, tại vì thằng sinh năm 82, thằng năm sinh năm 83, chú sang đây chỉ có 14 ngày là sinh thằng đầu tiên. Thế cho nên là con chú nó hiểu, nó nhận biết được. Vâng, thì cháu xin giới thiệu là cháu cũng sinh năm 1983. Thế bằng thằng thứ hai. Vâng, và nhưng mà nếu mà nói như vậy thì Luli là tuổi con lợn chứ không phải tuổi con heo, đúng không? Thế còn bác Cầm, khi mà bác trở về Việt Nam nhiều thì bác có thấy mình trẻ trung hơn là so với lại cái những cái ngày tháng mà bác ở bên Mỹ không ạ? Bác có cảm nhận được cái không khí, cái cuộc sống nó làm cho mình nó trẻ trung lên đấy, nó trẻ ra. Đúng rồi, đây cái người lớn tuổi như tao thì nói một cách nôm na như vậy, có nghĩa là khi mình sống với xứ người mình làm quá rất là cô đơn. Rồi không có bạn bè, không có những người mà ban đầu đi học tán khẩu nó dốc, mà ở Việt điều nhỏ tới lớn thì mình sống đó mình quen được cái phong cái văn hóa phong tục của mình là văn hóa gia đình rồi văn hóa trường sớm, hiểu không? Sáng sớm ra chưa ngủ mất dậy còn nằm trong chăn là ê vậy chứ mày vậy uống cà phê. Đúng, bên Mỹ làm gì có cái điều đó, rồi cạnh đại nó vợ thì đâu gì đó lâu ngày vậy tháng cảm thấy mình cô đơn, mà nếu mà không giải tỏa được cái điều đó thì chắc là bị stress. Đó là điểm mới nhất mà tao về Việt Nam vui lắm, lúc nào tao mặt tao cũng tươi chứ, tại vì không bao giờ để nụ cười mà không có tắt nụ cười, tại vì nó vui quá mà. Có nghĩa là sáng sớm mà từ đến sáng sớm đến chiều tối không cái này đấy, ngoài cái việc là cái tâm trạng cùng về quê hương nó làm cho mình vui lên, nhưng nó có một cái điểm như này là khi chúng ta ở bên ngoài thì ở nước ngoài cái sự hiện đại của nó là một cái sự hiện đại cũ kỹ đi vào lối mòn, tức là ngày nào nó cũng diễn ra một cái nhịp sống nó không thay đổi. Thậm chí chúng ta phải lên nhớ là 8 giờ có cái chuyến xe đến lấy rác thì đúng 8 giờ ngày hôm sau cũng vẫn cái chuyến xe đấy nó lên lấy rác, nó không có cái sự thay đổi. Thế nhưng ở Việt Nam đấy, nó làm cho chúng ta thấy cái cuộc sống nó thay đổi từng ngày, nó làm cho chúng ta sinh động, nó làm cho mình cái tinh thần nó rất trẻ trung. Cho nên ở Việt Nam không hiện đại nhưng nó lại hoàn toàn rất mới mẻ,
Nếu mà so với lại những nước hiện đại như Đan Mạch, như Mỹ thì chúng ta thua rất là xa. Nhưng nó lại đem cho chúng ta một cái cảm giác hoàn toàn khác. Đúng không ạ? Mà chỉ có những người sống ở nước ngoài lâu năm thì họ mới cảm nhận được điều đó. Còn ngược lại, bọn trẻ ở Việt Nam thì nó lại khóa những cái nếp nhăn giống vậy, có ghê. Có nghĩa là cái nó theo thứ tự vậy. Nhưng mà chính bản thân tụi nó lại không theo thứ tự. Nó có nghịch lý của chỗ đó. Có nghĩa là nó là một người vô nguyên, vô tắc, là vô đủ từ rồi rồi. Nhưng mà nó lại thích mới bằng những ngày đầu qua ở nước ngoài. Không, đấy là bởi vì nó chưa nhìn thấy cái quy luật của cái cuộc sống ở bên này. Chứ còn nếu như những ai mà sống lâu ở nước ngoài nhá, thấy nhá, 8 giờ có cái xe rác đến thì đúng 8 giờ làm sao cái xe rác nó đến luôn đấy. Là nó có như vậy và như vậy và như vậy, không thay đổi. Không thay đổi được, nghĩa là mình dậy đúng không, mình đi làm cái gì mình ấy, cứ hàng hôm nay đến ngày mai nó lại nặp lại y như vậy, nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó gần như là cảm giác nó già, nó cũ kỹ đi đấy. Đúng rồi. Nó nhàm với lại cái điểm đó. Chuyện vui mà như ta người ta mới nói ta nản cái mức độ là ở Việt Nam thì người ta thấy xe hơi người ta cảm thấy là ảo ước hồi xưa đó, cách đây khoảng 80 thì cảm thấy, còn tao thì tao lấy xe tao đi làm này hàng ngày mà mỗi lần tao thấy cái xe là tao thù cái xe mày, tao tao không ghét cái hãng tao làm mà tao ghét cái xe của tao. Nó khi đủ mỗi lần xách cái lon cơm á đủ ra ngồi cái xe là đủ mắt mày nghe ngó là liền luôn. Tại vì sao khi thấy cái xe là bắt buộc là phải đi làm, rồi nó khổ vậy mà ngày nào cũng giống như ngày nào, một tuần đúng 6 ngày từ thứ hai đến thứ sáu đó phải đi làm, nghỉ được 2 ngày thứ bảy được, nhưng mà nó khổ gặp overtime thì phải làm, nhưng mà nó lặp đi lặp lại nó trùng lắp 5 ngày, nó không phải là một ngày một bữa mà nó hình như cả chục năm rồi dài chục năm, thành ra con người mình bị nó nhàm chán đến mức độ là mình căm thù cái xe, phải không? Căm thù cái xe mà cái xe là thấy ghét rồi, thấy ghét rồi thì bởi vì nó chán đó. Nhưng mà ở Việt Nam thì không bao giờ làm có chuyện đó, bởi vì nó có vẻ sinh động hơn, nó có vẻ sinh động với Việt Nam. Tại vì Việt Nam thì thường thường nó khoái người lấy ghế đậu ra ngồi lề đường, ngồi lề đường dồn ông đi qua bà đi lại. Ở Mỹ đâu đâu có hiểu đó, thường vui lắm, đúng không? Vâng, thế bác là chú Lê Văn Bác thì chú cảm nhận là cái sự cũ kỹ ở bên nước ngoài với lại cái sự mới mẻ tươi mới năng động ở Việt Nam, chú thấy nào? Cái ở nước ngoài này thì nếu mà mình nói thì nó bảo không phải là tối tân thì cũng không phải là tối tân cho lắm, thì đương nhiên là nó cũng sẽ có cái thôi. Thế nhưng mà cuộc sống ở bên nước ngoài này nó giống như là con người máy. Đúng rồi. Máy. Nó dở đất. Nhưng mà chú nói cho Lưu Đinh nghe thế này này. Nói chung á thì sau này á thì nó đỡ một chút xíu là sao Việt Nam mở cửa thì mọi người còn về được. Chứ hồi xưa đó, chú nói cho Lưu Đinh nghe nhá. Chứ những đến ngày lễ, ngày giếc, ngày Tết, ôi dồi mẹ, ngồi chỉ có ôm vợ con ngồi khóc. Ngồi khóc. Mà nhất là ở bên ông Cầm hoặc bên nước Mỹ hoặc nước Pháp vùng thì nó nhiều người. Chú nói cho Lưu Đi nghe, ở Đan Mạch này dân số nó chỉ có 5 triệu dân thôi. Mà hồi xưa người Việt Nam ở đây ở khắp nước nó chỉ khoảng 10.000 người thôi. Chứ bây giờ thì nó hơi nhiều thôi. Cho nên là vắng, đừng có nói là cái chuyện mà ăn đồ ăn ở Việt Nam thì không có đâu. Hồi xưa là không có đâu. Mà hồi xưa là ăn đồ tây chất mẹ luôn. Thế nhưng mà có điều rằng là ở Việt Nam á, thì mỗi ngày, mỗi nơi, mỗi chỗ nó đều có cái mới. Đấy. Đúng. Đi chỗ này thì thấy cái này, đi chỗ kia thấy cái kia. Cho nên là ở Việt Nam á, nếu mà bảo là mình đi chỗ này chỗ kia thì nếu mà nói chán á thì không biết là người ta chán như thế nào thôi, chứ còn bọn chú thì dứt khoát là không chán rồi. Thực tế là như vậy. Đấy. Đấy, mày gặp người này, gặp người kia, nhưng mà nói chung nó thì gặp mọi người thì nó khác hẳn ở bên này. Tức sao? Gặp mọi người cũng vui vẻ, cũng chào hỏi ở anh ở đâu hay như thế nào. Nhưng mà ở bên Tây này này, thì đặc biệt dù kể cả người Việt Nam, có nhiều thằng chú xin lỗi Lưu Ly nhá, ra ngoài đường nó rõ ràng mà nghe tụi nó nói chuyện gia đình là tiếng Việt, mình ra mình hỏi nó bảo nó không biết tiếng Việt. Chú đứng xin lỗi Lưu Ly với anh Cầm với chú ngồi cho nó, hoặc là các bạn trẻ thế này bảo ông già này ông nói bậy chú đi địt mày à, mày người Việt Nam mà tổ quốc cái Việt Nam đã làm gì xấu cho mày để đến nỗi mày xấu hổ mà phải không nói là người Việt Nam. Nó bảo anh chửi ai, bảo tao chửi mẹ mày đó, mẹ mày mà nói câu nữa là tao sốt vào mặt mày bây giờ bố láo. Cái đó là cái sự thật. Không, chú nói thật. Tại vì chính chú thì nó cũng điên Lưu Ly ạ, chú cũng thuộc loại điên. Đấy. Cho nên là nhiều khi mình nói còn cái mới đó thì ở bên Việt Nam á, thì phải nói thẳng là mới hoàn toàn, cái gì cũng mới. Ngày này, mới hôm qua chú coi ở trên YouTube, chú còn nói với vợ chú là cuối năm vừa rồi về chả thấy gì hết, mà tại sao cái chỗ nhà mình bây giờ lại mọc lên căn nhà to thế? Đấy, thế không?
mỗi một ngày nó đều phát triển. Đúng mà rồi. Chính các quốc gia ở trên thế giới này này là cách đây khoảng chừng 5 năm đấy, thấy cái thằng Anh ấy, thằng thủ tướng Anh ấy, nó nói rằng là cái chỗ mà nên phải đầu tư bây giờ là Việt Nam, bây giờ là đất vàng, còn chờ đến 20 năm sau đầu tư thì chậm rồi. Nó nói đây là cơ hội đấy. Mà cách đây mấy chục năm là khoảng chừng mười mấy năm trước ấy, là Đan Mạch này tất cả các công ty hãng xưởng là nó dồn hết vào các cái nước khác, chứ nó không còn ở Đan Mạch nữa. Cho nên cái số lượng người Đan Mạch thất nghiệp rất là nhiều. Mà hiện nay theo chú biết ấy, là ở bên Đan Mạch này hiện nay có chừng mấy chục công ty đang ở Việt Nam. Tại vì chú vẫn còn liên hệ với nhiều các người bạn bè ở Việt Nam lắm, tức là người Đan Mạch đó. Đấy. Tại vì chú nói cho Luli nghe là chú hồi xưa là chú ra nghề tới giờ là chú ít khi nào chú làm ở Đan Mạch. Chú là người của Đan Mạch, ở Đan Mạch, nhưng mà chú đi làm ở các nơi ở trên thế giới. Ví dụ chú làm ở bên Đức, rồi kể cả Đông Đức hồi xưa gặp những anh em mà đi sang làm tác lao động này. Rồi Na Uy, Thụy Điển hay là Hòa Lan hay gì là chú đi hết. Cho nên là nó đưa cả chú về Việt Nam là vậy đó. Bên Áo, bên này nói chung đi nhiều thì biết được nhiều, học hỏi được nhiều. Đấy. Thế mà nói chung quy đi đâu đi nữa thì hiện nay công ty của chú đang cũng có việc ở bên Mỹ, tức là ở bên Virginia. Nhưng mà chú là phải đang kẹt cái hợp đồng khác, nên chú mới xong thì tụi nó cũng đang ở bên nó, nhưng mà nó kẹt rồi. Bây giờ đi không được, về cũng không được nữa. Là bên Mỹ đây này, hiện nay này. Đấy. Chứ không phải đấy, cho nên là mình đi nhiều, mình biết nhiều, mình học hỏi nhiều. Mà càng đi càng biết nhiều thì lại càng thấy chán nhiều. Mà chỉ có khoái một cái là về thôi. Đấy. Đó khổ vậy. Chú mới hẹn với anh Cầm này là cuối năm nay anh em gặp nhau ở Việt Nam này. Và rất mong là các chú các bác mà có đi bao nhiêu năm bôn ba rồi, đến ngày mà chúng ta có ngày chúng ta sum vầy ở tại trên quê hương, có khóc cũng khóc trên quê hương, đúng không ạ? Đúng thì rồi. Chúng ta sẽ thấy cái sự rồi, hạnh phúc rồi. Thứ nhất là bên con bây giờ cũng là tương đối muộn rồi, con rồi, cũng phải xin phép nghỉ live stream tại đây, hẹn tất cả mọi người vào một cái live stream tiếp theo. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Rồi, bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye tất cả mọi người.